Chào mừng các bạn đã đến với Đắp Chăn Nằm Nghe Tuân Kể. Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Có ai làm các bạn buồn không để mình xử lý? Đùa đấy. Chắc là mọi người không còn xa lạ gì với những người nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều, và thậm chí là họ sẽ dùng những cái suy nghĩ của họ để tự hành hạ bản thân, tra tấn tinh thần. Người ta gọi những người đó là những người overthinking. Vậy thì những người overthinking có những biểu hiện như thế nào? Và liệu rằng có lối thoát nào dành cho họ hay không? Thì chào mừng các bạn đến với tập podcast ngày hôm nay. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau. Nào mình cũng đắp chăn đi ngủ thôi. Trước khi đến với số ngày hôm nay thì Tun cũng xin phép được giới thiệu. Tun cũng là một người mà quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều điển hình. Và dấu hiệu đầu tiên của những người overthinking đó chính là khi mà họ làm một việc gì sai thì họ sẽ cảm thấy cực kỳ có lỗi và dằn vặt bản thân. Không chỉ cá nhân mình, thậm chí là bạn bè mình hay là đồng nghiệp của mình xung quanh cũng là người quá nhạy cảm. Gần đây thì có một câu chuyện mà mình cũng rất muốn lấy nó ra làm ví dụ để cho mọi người nghe. Mình có một người đồng nghiệp tên là Đạt, chắc không còn xa lạ gì với cả nhà, đó chính là bé đang làm trợ lý cho mình. Thì với tính chất công việc của mình, tức là mình làm vlogger, mình kiếm ra thu nhập bằng cách hợp tác với các nhãn hàng quảng cáo. Và nếu như mà mọi người làm một cái gì sai bình thường thì nó không có gì đáng nói cả. Nhưng mà vấn đề mình là một người mà cũng có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng. Vì vậy mà tất cả những cái phát ngôn hay là những cái clip hay là những cái status mà khi mình up lên trên mạng thì nó sẽ có một cái sức ảnh hưởng nó rất là lớn. Nếu đúng thì không sao, mà chẳng may vạ mồm hay là sai sót thì nó sẽ để lại một cái hậu quả khôn lường. Thì hôm trước khi mà mình hợp tác với một nhãn hàng quảng cáo làm clip, vlog và họ book quảng cáo của mình lên trên TikTok, thì các bước quay cùng thì nó đã hoàn thiện xong hết rồi. Chỉ còn một cái bước cuối cùng, đó chính là up clip lên trên TikTok là xong. Thì khi mà mình đăng tải clip, nhãn hàng sẽ phải duyệt qua nội dung và họ sẽ đưa cho mình một cái caption kèm theo một cái hashtag. Thì hôm đấy khối lượng công việc nó rất là nhiều và nhãn hàng cũng gửi quá nhiều thông tin, nên là trong cái quá trình mà Đạt up lên trên TikTok thì Đạt có quên hashtag. Tuy nhiên, với những clip thông thường thì chúng ta có thể chỉnh sửa được cái nội dung đăng tải, tức là cái caption. Còn những cái clip của mình thì mình đã bật định hướng thương hiệu thì nó không thể chỉnh sửa được, nên là chỉ còn có một cách duy nhất là xóa clip đó đi và up lại. Thì Đạt là một người mà rất là có trách nhiệm, thì Đạt có nhắn tin xin lỗi Tun, bảo rằng là anh ơi anh, em xin lỗi, là bởi vì là do em không chú ý nên là em đã up clip và quên hashtag. Thì thật ra là mình với tất cả mọi người xung quanh không bao giờ mình để bụng mấy cái chuyện nhỏ và mấy cái chuyện lặt vặt, nên là mình bảo là thôi không có vấn đề gì xảy ra đâu, đấy sai thì up lại thôi, con người thập toàn thập bích mà. Gần đây thì mình cũng có đọc được một câu mà cảm thấy rất là đúng. Phật đã từng nói thế giới này là thế giới xoay tròn, nên vạn vật trong thế giới này đều không trọn vẹn. Vì vậy mà con người cần nhìn vào điều không trọn vẹn của bản thân, chứ không phải mù quáng theo đuổi những điều hoàn hảo. Và con người thì thập toàn thập bích, nếu như mà người đấy quá hoàn hảo thì đấy không phải là con người rồi. Nên cái việc mà những người xung quanh họ có những cái sai sót bình thường thì mình bỏ qua được. Thì cho đến một ngày hôm trước, chúng mình có ra Hà Nội để làm việc, thì trong mặt Đạt rất là buồn và trong mặt kiểu tủi thân ấy, thì Tun có nói với Đạt rằng là em có vấn đề gì thế. Thì Đạt có nói với Tun rằng là anh ơi anh, em thực sự rất là xin lỗi anh, bởi vì em biết rằng là khi mà em gây ra cái lỗi sai như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh rất là nhiều. Và mấy hôm vừa rồi thì em cứ suy nghĩ em trằn trọc, em rất là khó ngủ. Rồi em suy nghĩ đến việc là anh không quý em nữa, không thích em nữa, và anh sẽ tuyển một bạn mới. Thì mình có nói với Đạt rằng là đấy là em tự nghĩ ra và em tự vẽ ra câu chuyện đấy, chứ anh Tun hoàn toàn không có bất cứ một suy nghĩ gì về Đạt cả. Và cái việc mà em sai, em xin lỗi, đấy đã là một cái điều rất là đáng quý và đáng trân trọng rồi. Tuy nhiên thì lần sau
trong công việc thì mình để ý hơn là ok, còn lại tất cả mọi điều Đạt đang làm rất tốt. Đấy, thì đôi khi rằng là mình không còn để ý đến cái lỗi sai của họ nữa, nhưng họ thì luôn luôn suy nghĩ rằng là mình vẫn đang để ý đến điều đấy. Chắc hẳn rằng là các bạn đã từng như thế này. Tức là khi mà mình làm một cái việc gì đấy có lỗi với một ai đó, và thậm chí là cái người đấy họ đã quên rồi, nhưng mà mỗi lần khi mà mình có cơ hội gặp lại cái người đấy thì mình cứ cảm giác như là không biết là người ta có nhớ lại cái lỗi sai ngày xưa mà mình đã làm cho họ không nhỉ. Xong rồi chúng mình cứ tự cảm thấy ngại, rồi chúng mình cứ tự thu mình lại, chúng mình cũng không dám giao tiếp với người kia, nhìn thấy họ là tránh mặt. Đó. Tuy nhiên thì những cái ví dụ vừa rồi, những cái câu chuyện vừa rồi rút ra một điều là những người nhạy cảm đang bị suy nghĩ quá nhiều và quan trọng hóa mọi vấn đề lên. Bây giờ tôi hỏi các bạn thôi, là trưa ngày hôm qua các bạn ăn gì? Có khi các bạn còn chẳng nhớ, đúng không? Hay bây giờ mình hỏi các bạn một câu nữa, giờ này tuần trước các bạn mặc áo màu gì? Mình đố các bạn nhớ được luôn. Đấy, cho nên rằng là các bạn nên bớt quan trọng hóa mọi vấn đề. Và đây cũng là một cái điều mà mình nhắc nhở bản thân mình như vậy. Và đó chính là dấu hiệu đầu tiên của những người overthinking. Dấu hiệu thứ hai, đó chính là luôn suy nghĩ tiêu cực khi mà không nhận được phản hồi, đặc biệt là trong vấn đề tình yêu. Ôi dồi ôi, với những người mà nhạy cảm trong tình yêu, người ta bảo là mang trong mình một trái tim nhạy cảm, nó chính là một tài sản bất hạnh rất lớn của con người. Đôi khi mình cũng nghĩ là như vậy. Ví dụ đơn thuần như mình đang có người yêu nhé. Ví dụ đơn thuần là mình đang có người yêu nhé, chứ không phải mình có người yêu. Thì mình đang nhắn tin với người yêu của mình vào lúc 9:10, đang anh yêu em cũng yêu anh, rồi tương lai chúng mình sẽ xây một căn nhà ở trên thảo nguyên, đẻ 3 đứa con, nuôi bò, nuôi heo, rồi chúng mình sẽ làm một cái trang trại, đang rất là vui với ti tỉ câu chuyện lãng mạn. Thì tự nhiên đến lúc 11 giờ đêm, mình nhắn tin cho đối phương thì không thấy đối phương trả lời. Tự nhiên một viễn cảnh kinh khủng khiếp, kinh hoàng nó diễn ra trong đầu mình, là mình bắt đầu lại có những suy nghĩ như sau: hay là người yêu của mình nó có người mới rồi, và bây giờ hai đứa đấy nó đang nói chuyện với nhau nhỉ? Và nếu như mà ngày hôm nay, đêm nay mình nhắn tin chia tay với người yêu của mình, thì ngày mai mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào? Mình sẽ yêu ai tiếp theo? Và nếu như thiếu cái người này, liệu cuộc sống của mình có ổn không? Rồi thì lại suy nghĩ, bây giờ bọn mình đang chơi chung với một nhóm bạn, thì nếu như mà bọn mình chia tay, thì cái nhóm bạn đấy nó có tiếp tục chơi với mình nữa hay không? Rồi lại vẽ sang một câu chuyện khác. Thời gian gần đây, mình thấy bạn thân của mình và cái đứa người yêu của mình hình như là tự nhiên cũng nói chuyện thân thiết hơn. Hay là hai cái đứa đấy nó đang yêu nhau nhỉ? Nếu như hai đứa đấy nó đang yêu nhau, thì mình sẽ phải bóc phốt bạn thân mình và người yêu mình như thế nào? Và nếu như mình bóc phốt xong thì mình sẽ nhờ ai share? Đấy, nói chung là mình sẽ nghĩ ra một cái viễn cảnh câu chuyện nó không có thật. Cho đến khi mà buổi sáng hôm sau lúc 7 giờ sáng, mình lại nhận được một tin nhắn của người yêu mình là: anh ơi anh, em xin lỗi ngày hôm qua, em mệt quá, em tắm xong hình như là em hơi cảm, nên là em lăn ra em ngủ quên mất. Chúc anh một buổi sáng vui vẻ, em yêu anh. Thì tất cả những cái suy nghĩ của mình nó lại biến mất, và mình lại cảm thấy yêu người này như chưa bao giờ từng ghét. Đấy, mọi người thấy không? Cái người overthinking nó rất là mệt, và yêu cái người overthinking nó rất là khổ. Tuy nhiên thì đang nói về những cái dấu hiệu và đang nói về những cái mặt tiêu cực, thì những cái mặt tích cực nó là như thế nào? Thì những cái người nhạy cảm quá ấy, họ sẽ không bao giờ làm cho người khác tổn thương, và gần như là họ sẽ không bao giờ có những hành động khiến cho người khác phiền lòng. Họ biết rằng là người yêu mình bất an nếu như mà mình đi chơi về quá muộn. Nếu như mà 10 giờ mà tôi chưa đi chơi về thì tôi sẽ nhắn tin cho người yêu tôi, và người yêu tôi đã nhắc tôi lưu ý điều gì. Ví dụ em không ăn được chua cay thì tôi sẽ không bao giờ mua đồ chua đồ cay cho người yêu tôi ăn. Và người yêu tôi còn nói rằng là vào ngày sinh nhật em muốn được tặng một chậu cây, thì đúng ngày sinh nhật tôi sẽ tặng một chậu cây. Đấy, thì những cái người overthinking khi yêu thì họ sẽ rất là chăm chút cho người mà mình yêu như vậy. Tuy nhiên,
thì cũng phải bênh những cái người mà nhạy cảm overthinking giống mình một chút xíu. Đó chính là ngày bé, và ở trong quá khứ, chúng mình đã từng bị lừa đảo, chúng mình đã từng bị đối xử không tốt, chúng mình đã từng dùng cả trái tim, tính mạng, tâm hồn và trí tuệ của bọn mình đi giúp một ai đó, sau đấy bị phản bội. Nên là ở thời điểm hiện tại thì chúng mình bị overthinking, mong là mọi người thông cảm. Dấu hiệu thứ ba, chắc cái này nhiều người trùng này, dã man luôn, là khi mà một ai đó unfriend và unfollow các bạn, kiểu gì các bạn cũng sẽ trằn trọc, vài ngày các bạn khó ngủ, vài tháng các bạn suy nghĩ về vấn đề đó. Tại sao cái đứa đấy nó lại unfollow mình nhỉ? Gần đây thì tôi có một người bạn unfollow tôi và bạn thân của tôi là anh Long Chun. Thì hai chúng tôi có bảo với nhau rằng là tại sao cái đứa đấy nó lại hủy theo dõi mình nhỉ? Trong khi trước đây mình và cái bạn đấy đang có một cái mối quan hệ rất tốt với nhau, thường xuyên tâm sự, hay giúp đỡ và thậm chí là hay trêu đùa với nhau. Sao tự nhiên lại đi unfollow mình nhỉ? Hay là mình có điều gì không tốt? Hay là mình đã làm điều gì sai không ta? Mà rõ ràng rằng là mình trằn trọc, mình suy nghĩ, mình thấy là mình không sai ở một điểm nào, thậm chí là mình rất tử tế với người kia. Rồi mình lại nghĩ sang một vấn đề khác. Hay là cái đứa đấy nó có đi gặp một đứa nào đấy nó ghét mình, rồi nó bịa đặt một cái câu chuyện nào đấy nó không có thực, như là mình nói xấu bạn này, mình nói xấu bạn kia, mình hãm hại đồng nghiệp, rồi mình chơi bùa chơi ngải ai không nhỉ? Mà tại sao tự nhiên về nhà nó lại unfollow mình nhỉ? Xong rồi một thời gian sau lại quay sang trách nó. Ôi, mình tốt thế này mà nó còn đối xử như này với mình, chả biết tương lai nó sẽ như thế nào. Xong một thời gian sau lại suy nghĩ, chắc là người ta cũng có vấn đề gì đó thôi, nên là thôi mình thông cảm, nếu như mà không có duyên nữa thì không chung đường. Bây giờ thì mình cũng bớt tra tấn bản thân và cũng bớt dằn vặt tinh thần của mình rồi. Đó chính là ngày trước thì hay suy nghĩ và hay cố gắng tìm cách để níu giữ tất cả các mối quan hệ xung quanh ở lại với mình. Thậm chí có những người tốt với mình hay không tốt với mình cũng mong muốn là họ không rời đi. Mình sợ chia tay nên là mình không muốn bắt đầu. Mình không muốn phải không chơi với bạn này bạn kia, nên là ở thời điểm hiện tại mình rất khó để có thể chơi thân với một ai đấy. Thì bây giờ mình có một cái suy nghĩ mới hơn, đó chính là vạn sự tùy duyên. Tùy duyên tức là như thế nào? Là thuận theo tự nhiên và không mong cầu. Nếu như mà những ai yêu thương, quý trọng mình thì họ sẽ ở lại. Còn nếu như mà ai không còn cảm thấy mình có giá trị trong cuộc đời của họ nữa thì họ sẽ rời đi. Thì đó cũng là một việc bình thường thôi. Dấu hiệu thứ tư cho những người overthinking, đó chính là rất ngại gọi điện và cực kỳ ngại nhờ vả. Không biết là ở đây có ai giống mình hay không. Thật ra mình rất muốn nhờ vả người khác. Có rất nhiều người giỏi xung quanh mình mà mình muốn nương tựa. Nhưng mà mình luôn có một cái suy nghĩ là nếu như ngày hôm nay mình nhờ vả họ thì không biết là họ có suy nghĩ rằng là mình lợi dụng họ không nhỉ? Không biết là họ có nghĩ rằng là cái mối quan hệ mà mình chơi thân với họ, tất cả những điều mà mình giúp đỡ họ trước đây là để lợi dụng họ làm việc này việc kia không nhỉ? Thế là mình rất là khó để nhờ vả một ai đấy. Nên thành ra là mọi thứ trong cuộc đời của mình đều là mình tự làm. Và cái việc mà chúng ta tự làm tất cả mọi thứ nó sẽ khó khăn và đôi khi nó sẽ đi sai đường. Thì có một cách tốt nhất để các bạn có thể thoát ra được cái cảnh giống mình, và chính là nếu như mà chúng ta muốn nhờ vả một ai đó thì chúng ta cứ tự tin nhờ vả là anh Long, anh Long, ngày hôm nay em có một vấn đề như thế này, anh giúp đỡ em với. Tuy nhiên thì hãy nhờ vả theo một cái tần suất nó vừa phải thôi. Ví dụ như ngày hôm nay mình nhờ vả họ thì ngày mai mình giúp lại họ cái gì đi, thì ngày kia mình lại nhờ vả họ tiếp, thì ngày tiếp theo mình lại tặng cho họ một món quà gì đó đi. Thì tức là mọi thứ nó nên là một cái cuộc trao đổi, tức là có lợi cho họ và cũng có lợi cho mình. Một vấn đề nữa là khi mà những cái người overthinking ấy, họ nhắn tin hay là họ soạn email hay là họ inbox cho bất cứ một ai đó, tôi cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Bởi vì sao? Sợ nhắn ngu, sợ nhắn một cái gì đấy nhạt nhẽo, người kia cảm thấy là mình nhạt nhẽo không muốn nói chuyện nữa. Hay là sợ rằng là khi mà mình nói chuyện với một ai đó mà rất quan trọng trong cuộc đời của mình, như là người yêu, sợ nhắn tin không hay thì người ta lại yêu đứa khác. Nhắn tin cho đồng nghiệp thì sợ nhắn tin không khéo thì người ta nói mình rằng là không biết ứng nhân xử thế. Cho nên rằng là những cái người overthinking
khi mà nhắn tin, khi mà gọi điện, nó cũng như kiểu một cách tra tấn tinh thần, nên là chúng mình chỉ thích trao đổi công việc qua tin nhắn. Như vậy, vừa rồi đó chính là 4 dấu hiệu của những người suy nghĩ quá nhiều điển hình. Vậy thì có lối thoát gì cho chúng ta hay không? Thì kinh nghiệm của một người đã trải qua 26 nồi bánh chưng, có một cách duy nhất thôi. Cách này thì là cái cách mà để chúng ta thoát được luôn khỏi overthinking. Đó chính là đối thoại trực tiếp với cái người mà chúng ta đang cảm thấy có vấn đề. Ví dụ như chúng ta đang cảm thấy bất an về người chúng ta yêu, và đang cảm thấy là người này đang có xu hướng có người thứ ba, đang có suy nghĩ rằng là cái người yêu của mình đang thân và quen với bạn thân của mình quá. Đấy chỉ là suy nghĩ thôi nhé. Thì mình có thể nói với người yêu của mình: anh muốn rằng bọn mình sẽ có 30 phút buổi tối để nói chuyện cùng với nhau sau khi mà em hoàn thành công việc. Thì thời gian gần đây thì anh cảm thấy rằng là anh hơi buồn, và anh cũng có những cái suy nghĩ mà anh không biết là nó có đúng hay không. Và thời gian gần đây là anh cảm thấy là tình cảm của bọn mình nó đang gặp một cái trục trặc rất là nhiều. Anh nói như vậy không phải là bởi vì anh muốn chia tay em hay là anh muốn rời xa em, mà anh nói như vậy để chúng mình cùng với nhau khắc phục và để cho tình yêu của mình trở nên viên mãn hơn. Là gần đây thì anh cảm thấy như kiểu là em đang thân với bạn thân của anh quá, không biết rằng là hai người chỉ đơn thuần rằng là bạn của nhau và bạn chung của anh, hay là hai người đang tìm hiểu nhau. Nếu như mà em có tình cảm với bạn thì em cứ nói với anh, và nếu như em hết tình yêu với anh rồi em cũng cứ nói với anh, để chúng mình cùng với nhau giải quyết vấn đề. Anh không trách em và anh cũng không trách bạn. Đấy, chỉ cần chúng mình thành thật với nhau. Đấy, cho nên rằng là khi lúc đấy người yêu của các bạn sẵn sàng ngồi nói chuyện với các bạn, thì mọi vấn đề, mọi khúc mắc của các bạn nó sẽ được giải quyết hết. Đôi khi chỉ là chúng ta suy nghĩ quá nhiều thôi, còn thực tế nó không như vậy. Chẳng may là các bạn vô tình thấy người yêu của các bạn nói chuyện với bạn thân của các bạn, nhưng hai người đấy đang chuẩn bị cho ngày đặc biệt của bạn là ngày sinh nhật thì sao? Đúng không? Hay rằng là người yêu của các bạn đang gặp một cái vấn đề gì đấy mà bạn thân của các bạn có thể giúp đỡ, thì họ trao đổi cùng với nhau luôn thì sao? Cho nên rằng là chúng ta cần phải có sự truyền thông kết nối cùng với người mà mình yêu thương. Nếu không thì chúng ta sẽ, thứ nhất là tình cảm của chúng ta tan vỡ, thứ hai mình tự dằn vặt bản thân. Người ta có nói rằng là bệnh ở bề ngoài không đáng sợ bằng tâm bệnh. Phương án thứ hai, vừa nãy thì Tun có tham khảo ý kiến của Thúc. Đấy, Thúc biên tập của Tun. Thì Thúc có nói rằng là cách để các bạn có thể bớt overthinking, đó chính là các bạn hãy làm cho bản thân mình trở nên bận rộn. Thì Tun có đưa ra một cái tư duy phản biện: thế ban ngày bận rộn, tối về còn mất ngủ hơn thì sao? Nó bảo rằng là No, anh ơi, tối về mệt quá em ngất luôn. Thì Tun thấy đấy cũng là một ý kiến hay. Chỉ cần ngủ rồi thì tất cả những cái nỗi buồn của chúng ta sẽ tan biến hết. Ngày hôm sau mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường với một người bình thường. Cách thứ ba thì mình nghĩ rằng là cách này nó sẽ không phù hợp với số đông cho lắm. Đó chính là ngồi đọc kinh, ngồi nghe giảng pháp và thiền tập. Thiền tập nó sẽ giúp cho các bạn có thể thanh lọc bản thân, thanh lọc tinh thần, và các bạn sẽ đạt tới trạng thái con số 0. Không tức là gì? Không lên và cũng không xuống, luôn luôn ở một cái trạng thái cân bằng. Còn cái việc mà chúng ta nghe giảng pháp thì sao? Khi mà chúng ta nghe giảng pháp thì trí tuệ của chúng ta sẽ được khai mở, và mọi vấn đề trong cuộc sống của mình nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Các bạn có thể tìm nghe những cái series podcast của thầy Minh Niệm hoặc là của thầy Thích Nhất Hạnh, đều rất là hay. Và hai người thầy đó đều là những người mà truyền cảm hứng rất lớn cho Tun. Còn bây giờ thì chúng ta đến giờ đi ngủ rồi. Đắp chăn lên giường đi ngủ thôi nào. À khoan, nếu như mà bạn nào mà theo dõi số podcast này trong cái lúc mà các bạn đang làm việc, đang học tập, thì mình chúc các bạn có thật nhiều năng lượng nhé. Chúc các bạn làm việc tốt và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.